Vào ngày 16 tháng 4, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã bán ra gần 2.000 vé nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu do lượng khách đổ ra quá đông. Còn trong ngày 17 tháng 4, Cảng Sa Kỳ hiện cũng hoạt động hết công suất với 8 đến 9 chuyến đưa khách ra đảo Lý Sơn. Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ cho biết, trung bình mỗi ngày có từ 3 đến 4 chuyến đưa khách ra đảo Lý Sơn, nhưng từ ngày 16 tháng 4 đã phải hoạt động hết công suất với 9 chuyến liên tục. Hơn 2.000 vé đã được bán ra trong ngày hôm qua, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Nhiều người xếp hàng chờ đến chiều, nhưng được thông báo hết vé, đành ngậm ngùi hủy tour ở Lý Sơn hoặc lên phương án khác ra đảo vào sáng hôm sau. Còn ngày 17 tháng 4, đã có khoảng 1.500 khách đăng ký vé. Do đó, còn khoảng 400 vé sẽ được bán cho những khách chưa đăng ký trước. Dự kiến trong 3 ngày nghỉ lễ, đảo Lý Sơn sẽ đón 5.000 đến 6.000 khách. Dự kiến lượng khách sẽ ít hơn vào ngày 18 tháng 4.